khu chợ Phước Hải. Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng đến với kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Hôm nay trong video này thì em sẽ giới thiệu đến quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn những cái cung đường nghe cái tên rất là lạ và rất là hay tại thành phố Nha Trang ạ. Và nơi em đang đứng ở đây đó là thuộc cung đường Lê Hồng Phong, đó là đường Lữ Gia của năm xưa. Phía bên đây mọi người thấy đó, một cái con đường, đây là đường Cửu Long bây giờ, ngày xưa ở đây là đường số 1. Ở đây sẽ giao với lại đường Lữ Gia nè. Thì đường Lữ Gia này thuộc rất là dài và cũng thuộc dạng là sầm uất của thành phố Nha Trang mình. Bắt đầu từ chỗ khu vực Mã Vòng, Mã Vòng hướng bên đây. Rồi sau đó sẽ kéo về đến khu vực Phước Long. Dạ, và hôm nay thì em xin phép mời mọi người hãy cùng khám phá tên của những cái con đường nằm trên khu vực này và gần với chợ Phước Hải. Những cái tên rất là lạ và rất là hay. Đường Lữ Gia năm xưa bây giờ là đường Lê Hồng Phong, một con đường là xe cộ rất là nhộn nhịp, sầm uất, và hiện tại là cũng rất nhiều xe hạng nặng lưu thông trên đường này để mà từ khu vực Mã Vòng sẽ đi về với khu vực Phước Long để mà đi xuống chỗ cầu đá. Dạ, và con đường ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến quý bà, cô bác, cô chú, chị, các bạn, đó là con đường Tiền Giang. Dạ, đường Tiền Giang là thuộc nằm trong khu chợ Phước Hải. Con đường Tiền Giang này thì em không hiểu lắm là từ năm xưa đã mang tên con đường này chưa ạ. Nếu mà mọi người có thêm thông tin gì thì hãy để lại bình luận bên dưới để cho mọi người cùng có thể bổ túc được thông tin của mình. Tiền Giang này em nghĩ chắc là liên quan đến tỉnh Tiền Giang ở miền Tây Nam Bộ. Con đường Tiền Giang này thì đi thêm một đoạn nữa trên đường Lữ Gia thì chúng ta sẽ bắt gặp thêm một con đường Đông Hồ. Đông Hồ có vẻ như là một cái địa danh ở khu vực chỗ Hà Nội, là làng Đông Hồ. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục di chuyển nữa thì sẽ tới con đường mang tên là Hậu Giang. Ở đây thì có một người chị sống ở bên Cali, thì chị này có nhà bà con là hoặc là nhà của chị ở số 10 Tiền Giang, và bây giờ em sẽ đi lang thang khu vực này để mà tìm hiểu, rồi sẵn tiện em sẽ thay lời của chị hỏi thăm đến bà con chòm xóm ở đây. Đầu đường ở đây thì có một cái chỗ sửa giày dép. Phía bên kia đó là đường Lữ Gia, một cửa hàng tạp hóa. Bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong đường này. Ở đây bắt đầu là đường Tiền Giang mang khu nhà số 1A. Số 1 là cũng rất nhiều ngôi nhà, một dãy đây luôn, số 1. Còn bên đây là bắt đầu từ số 2. Ở đây là khu chợ cho nên là bán rất nhiều những nhu yếu phẩm liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con mình. Cái cửa hàng tạp hóa. Con chào cô, bữa giờ mình buôn bán được không cô? Dạ, cô ơi, cho con hỏi thăm với là cô sinh sống đây từ xưa đến giờ luôn không cô? Vì cô cho con hỏi là từ trước năm 75 á, con đường này vẫn mang tên là Tiền Giang ạ. Dạ, ở đây cô có cái kỷ niệm nào về cái con đường này không? Tại con thấy con đường này nó tên lạ quá. Dạ thì cưới con nó là ở Nha Trang mà mang những cái con đường mang tên là Tiền Giang, Hậu Giang nọ.
biết đó, do nhà nước người ta cho cái tên mà. À, cái tên này còn sót lại từ năm 75 đến giờ. Dạ, ở đây thì cũng có một người quen đang sống xa quê, hiện tại chắc là đang ở bên Cali, bên Mỹ á. Thì nhà của chị này là số 10 Tiền Giang. Em con cũng thay mặt lời của chị là hỏi thăm đến quý bà con trong xóm của mình. Chúc cô sức khỏe và gia đình vạn sự bình an. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chúc cô buôn bán bán đắt ha. Dạ, chào cô. Nhà số 10 Tiền Giang là nằm ở đâu cô? Nhà hồi cô tên gì quên mất rồi, ở ngay đây nè. Nó dạ. Từ cái dãy này là nhà một chủ. Dạ dạ vậy hả? Ở đây coi như là chị Đào hay là gì đó. Chắc người này cũng tầm cũng trung niên. Đúng rồi, hồi đó là mấy người ở bề hay ghé thăm nhà đây nè. Dạ dạ bên đây hả cô ha? À, dạ rồi cảm ơn cô. Dạ dạ để con qua bên đây. Dạ chào cô ạ. À. Bạn chào cô đó, cô đi chợ rồi. À dạ cô đây đi chợ rồi, để tí nữa con sẽ ghé lại. Dãy bên đây hả cô? Cái chỗ mà dạ 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 cảm ơn cô. Dạ vậy là dãy bên đây là số 10 Tiền Giang. Hiện tại là chưa có thấy ai hết cho nên là em sẽ tiếp tục đi dạo một vòng ở đây đi, sau đó em sẽ trở lại. Đây cũng là một cái nhánh khác có thể rẽ qua được đường Đông Hồ và đường Hậu Giang. Dạ con chào bác. Dạ. Dạ bác khỏe không ạ? Dạ. À, bác sinh sống. Bác sinh sống ở đây từ xưa đến giờ luôn không ạ? À, năm tháng tư đến giờ. Dạ. Ở đây là con làm YouTube á, có một người xa quê ở số 10 Tiền Giang cũ này nè. Thì họ mong muốn là được ghi hình những cái con những cuộc sống hàng ngày ở con đường này. Thì con cũng thay lời của một cái chị này gửi lời chúc sức khỏe đến bà con chọn sống của mình. Chúc bác dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an. Cậu không biết ở bên đó là chắc là ở bên Pháp phải không? Dạ con cũng không rõ nữa, con chỉ biết nước ngoài hình như là bên Cali. Con của cô Hồng á. Dạ. Con Nga hoặc là con Anh. Hai đứa. Dạ dạ dạ, chào bác ha. Dạ. Dạ. Con chào cô. Dạ. Ở đây một shop bán thịt heo. Ở đây cũng là một cái ngõ đi vào chợ. Ở trong đây là có mấy cái sạp bán ở đây. Tại vì ở góc này thì hầu như là chợ tràn ra đường rồi. Bây giờ đô thị người ta cũng làm căng, cho nên là cũng thông thoáng. Ở đây là căn nhà số 7, số 9, số 11. Dạ con chào cô. Con làm YouTube á cô ạ. Dạ có một người ở cái xóm này nè, đang ở xa quê, đang ở bên nước ngoài á. Thì nhờ con là ghi hình cái con đường này để mà cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà con á, để cho chị này xem đỡ nhớ nhà. Thì chị cũng nói là nhờ con là thay lời của chị á, hỏi thăm sức khỏe đến quý bà con hàng xóm của mình. Dạ chúc cô và gia đình sức khỏe và sự bình an luôn. Rồi, dạ con. Nhà của chị này là ở số 10 Tiền Giang á cô ạ. Số 10 hả? Số 10 dạ. Vậy cô có thể nhận ra được ai không ạ? Không, cô phải dân ở đây. À vậy hả? Số 10 Tiền Giang là ai vậy? Số 11 bên này. Đúng rồi, dạ. Số 10 ai ở tên gì vậy ta? Hồi xưa có hai vợ chồng già già người Bắc mà không có nhớ người dễ. Dạ. Chào cô. Dạ mình bán gì vậy cô? Bánh cuốn nè. Bán được không cô ơi? Để làm. Để không hả?
Dạ. Thầy quay phim làm gì á? Con làm YouTube á, thì con chia sẻ những cái hình ảnh về Nha Trang của mình, cuộc sống sinh hoạt của bà con hàng ngày, để mà bà con xa quê họ xem được, họ đỡ nhớ nhà. Dạ. Chúc cô buôn bán bán đắt ha, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ bây giờ thì em sẽ tiếp tục di chuyển. Dạ con chào bác ạ. Chào bác. Chuyện con gái bác dạ. Ở đây thôi, con gái nó bán tới nói chuyện với con dạ gái. Dạ à, em chào chị. Dạ bác ơi, bác dạ. Cho con hỏi thăm với bác có nhớ gì về cái ngôi gia số 10 Tiền Giang đây không ạ? Nhớ chưa, số 10 Tiền Giang hồi trước ở đây sao nhớ vậy? Dạ thì những người bên đó gửi lời hỏi thăm đến bà con xóm của mình á. Dạ bác tên gì để có thể họ Nguyễn Văn Lành là bác Lành hả? Tiền Giang này là con Thoa. Con Thoa phía còn Hoa hồi trước xuống người Tiền Giang nó đem Mỹ đó. Dạ Thoa ở Pháp còn anh ở Mỹ. Dạ dạ đó, gửi giờ trong rồi giờ bị đô thị rượt, đô thị rượt quá mua bán có được yêu gì không? À đô thị rượt quá không mua bán được, bán ế nữa hả? Dạ bán ế. Dạ 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 chúc bác sức khỏe ha. Dạ, con đi một vòng đây tí con quay lại. Dạ con chào cô. Cô tên gì cô ơi? Tên Văn. À cô Văn, cô sinh sống ra từ xưa đến giờ luôn con ha. Dạ chúc cô Văn sức khỏe ha. Dạ bà con sớm mình vui quá, rất là nhiệt tình. Dạ ai xưa ở đâu ở đâu? Dạ gia đình này ở số 10 Tiền Giang á cô ạ. Ăn thoa chân thoa quá. Dạ họ gửi lời thăm sức khỏe đến bà con sớm mình. Em đó con gì đó. Dạ dạ rồi con xin chào cô ha, để con quay một vòng. Thoa với lại con em đó con gì đó. Siêu thị đi quá mà quay. Dạ. Quay cho nó con khổ quá con đó. Ngày nào nó cũng dí nó bắt nhát. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm với con. Con thấy cái nhà bên đây là nhà kiểu cổ nè con ha. Nhà đây có từ năm nào vậy con? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Chắc từ năm 50 mấy đến giờ. Xưa đến nay á. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn con. Dạ chúc mọi người sức khỏe. Dạ. Quay mấy đô thị nó đuổi đi. Dạ thôi được rồi. Dạ. Quay nhắc cho dân cổ. Quay vô nó dân cổ bé. Dạ đây là xóm Tiền Giang nhà mình chị ha. Em sẽ chậm rãi lại nơi này một vòng nữa để gửi đến gia đình của mình. Còn đây là khu vực chợ Phước Hải. Ở đây. Ở đây thì có một cái xưởng cưa nước đá, bả sĩ đá lẻ ở đây. Em sẽ ghi hình ở trên cao một tí để cho mọi người xem thử cuộc sống và nơi ở của bà con xóm mình. Ở đây cũng toàn là những người dân lao động và buôn bán. Tuy nhiên thì hiện tại thì cuộc sống cũng khó khăn, cho nên vấn đề buôn bán cũng không có được thuận tiện cho lắm. Dạ chào mọi người ạ. Dạ chúc mọi người sức khỏe. Ủa quay em cái đừng chạy. Dạ chào anh. Máy chúc bạn sức khỏe ha. Lấy sóng. Dạ. Dạ. Em sẽ trở lại ngôi nhà số 10 Tiền Giang để tìm hiểu những người đang sinh sống trong ngôi nhà này.
Cái này có một cái shop chắc là họ thuê mặt bằng. Nhà có cái cầu thang đi lên này thì chắc là gia chủ ở nơi đây. Ở đây thì em vừa thấy là có một cô chủ đang đi chợ và con chào cô ạ. À, cô ơi, nhà mình là số 10 Tiền Giang hả cô? Số 10 Tiền Giang. À, vậy là tại vì có một người ở bên nước ngoài đó, họ nhớ cái con đường này rồi nhớ cái ngôi nhà của họ. Thì cho con hỏi là đây là cô là gia đình hay là sao ạ? Cô là chủ á. À, cô là chủ mới của nhà này. Chủ là hồi trước chỉ về chứ cũng có phim chụp hình thôi. À, vậy hả cô? Dạ. Thì con cũng thay lời của chị này á, là gửi lời thăm sức khỏe đến cô rồi đến gia đình của mình. Chúc mọi người vạn sự bình an. Dạ. Năm mấy năm bên đây là dịch á, là chị không có về. Trước cái dịch là chị có về, chị lên Lào rồi chị chụp hình hết. À dạ, tại vì nghe nói là đợt gần đây nhất là chị đi về chung với mẹ hay sao á? Mẹ mà không có thấy. À, dịch không có thấy tới đây. Dạ dạ. Đây là trước dịch á. Dạ dạ rồi. Là có đứa con nữa. Dạ dạ. Thôi dạ. Thì cô cũng thay lời chúc cho anh chị ở bên đó cả gia đình vui vẻ, khỏe. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi. Dạ chào cô ha. À, rồi. Dạ dạ. Em sẽ đứng một góc xa để mà ghi hình toàn cảnh khu vực ngôi nhà của mình. Chắc hẳn là sẽ là rất là nhớ nhà, nhớ cái nơi mà mình đã từng sinh ra và sinh sống ở nơi này. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hoài niệm. Dạ, và tiếp theo thì em sẽ chở ngược ra lại đường Lê Hồng Phong. Dạ, hay là bây giờ em sẽ kêu cái tên cũ đi để mọi người có thể dễ hình dung được. Tại vì chắc mọi người xa quê cũng lâu năm cho nên là khó hình dung được những cái tên đường mới ở đây. Dạ, bây giờ thì em đã chở lại được ra đường Lữ Gia nè. Tiếp theo là sẽ là một con đường tên là Đông Hồ. À, em lại nhớ đến những cái bức tranh Đông Hồ mà của những cái tác phẩm nghệ thuật á, thì có thể là Đông Hồ này là lấy tên theo một cái địa danh ở Hà Nội. Đường này thì cũng rất là ngắn. Ở đây thì đi thẳng xuống sẽ gặp khu chợ của chợ Phước Hải. Chợ Phước Hải thì khu vực này là những cái hàng sạp, này gọi là khu vực trong chợ rồi. Còn cái con đường Đồng Nai là con đường chính, nhưng mà họ sẽ họp chợ ở bên ngoài đường, cho nên là hiện tại đô thị đang làm việc khá là căng. Ở đây cái con đường ngang qua bên đó là con đường Tiền Giang hồi nãy em đi nè. Ở đây là cái ngôi chợ Phước Hải. Và em thấy một cái hàng trái cây ở đây. Có một người chị ở đây, em hỏi thăm là một cái shop quen của gia đình số 10 Tiền Giang. Em chào chị ạ. Chị ơi, bữa giờ buôn bán được không chị? À, cũng lai lai ơi, bây giờ em chút. Dạ. Đưa quay mà coi chị nào vậy? Có mặt không? Dạ không, em chỉ quay thôi. Dạ. Chị có nhớ về cái gia đình số 10 Tiền Giang không chị ơi? Nhà Việt Nam đúng không? Dạ, em cũng không rõ lắm. Nhà ta mình sao ba không nhà út ở nhà ta mâm chắc vậy chị Thảo đang á. À dạ Thảo dạ á. Dạ bên đó có 10 Tiền Giang nhà Thảo cái nhà anh ở số 10 không mới biết đang mất tiếng chỉ có mình nhà Thảo đi nước ngoài thôi. Đúng rồi nhà đó. Dạ phải nhà chị Thảo không? Hỏi chứ phải nhà chị Thảo không? Dạ cái gia đình của người chị đây là hay mua đồ ở sạp của chị ha. Đúng rồi, nếu mà chị Thảo. Dạ dạ. Đây là nhà của bánh xèo. À dạ. Bên này cũng chơi thân dạ, luôn nè. Nó thân lắm. À, chào bên đây. À. Dạ. Cảm ơn chị ha. Chúc chị sức khỏe, vươn vai bán đắt. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chào chị.
nhà bên đây hả chị ha, nhà bên đây là nhà bán bánh xèo. Dạ dạ. Dạ. Em quay cửa hàng chị tí xíu ha. Ở đây chị bán hoa tươi, rất nhiều loại hoa luôn để mà. Dạ. Ở đây là chị bán dừa. Muốn lên. Trời, muốn lên hình mà xỉu qua ống kính là chạy đi đâu mất tiêu. Này là quýt nè, này là cái sạp trái cây mà gia đình thích mua nè, em sẽ quay kỹ cái sạp này cho gia đình cùng xem ha. Xoài nhìn rất là đẹp. Hồng, thanh long. Hồi đó chị thích ăn cái loại trái cây nào nhất chị? À, măng cầu ha, thích là măng cầu. Này nước gai bự đã luôn. Này lựu. Chị bên kia hả con? Chị bên kia hả? Dạ dạ để em qua. Dạ. Dạ và đây là chị Lệ bán bánh xèo ở chợ Phước Hải. Em chào chị. Dạ. Thôi chị cứ ăn sáng tự nhiên ha. Dạ, à các chị Út nữa hả? À đi đâu rồi? Dạ dạ tới nữa em có thời gian thì em sẽ quay lại đây em gặp chị đó. Dạ. Nhà bánh xèo này cũng thân thương với lại gia đình bên đây. Dạ. Dạ và bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển một góc qua bên đây để mà đi tới đường Hậu Giang. Đây có một cái cửa hàng tạp hóa chuyên bả sĩ. Dạ và đây là con đường Hậu Giang. Đường Hậu Giang ở đây cũng bên góc này thì thông ra được chợ Phước Hải. Đường này thì có vẻ vắng hơn hai cái cung đường bên kia. Tại vì góc bên kia đó là khu trung tâm của chợ rồi. Có những cái hàng, có những cái sạp buôn bán rất là nhộn nhịp. Ở đây thì hầu như cũng chỉ là những hộ dân ở đây. Đây hiện tại em đi vào buổi sáng tầm 9 giờ hơn. À, những cái ngôi nhà này đều đóng cửa hết. Và hiện tại thì em đang trở ra lại đường Lữ Gia. À, phía xa em thấy có một cái ngôi nhà có cái mái ngói đỏ này. À, những cái kiến trúc mà còn giữ lại từ thời đó đến bây giờ. Hậu Giang.
góc bên kia đó là một cái ngôi trường tiểu học Phước Hòa 2. Dạ, và đến đây thì em xin kết thúc video này. Em rất vui khi được thực hiện video với một cái sự giao tiếp rất là nhiệt tình đối với bà con của mình ở xóm Tiền Giang. Và em đã thay lời của một gia đình bên nước ngoài gửi lời hỏi thăm đến quý bà con của mình nơi quê nhà. Dạ, đến đây em xin kết thúc video này. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, để cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trân trọng.